Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về danh mục 9 cơ sở nhà đất phải di rời khỏi khu vực nội đô theo quy hoạch trên địa bàn thành phố đợt 1 trong 5 năm tới. Trong danh mục 9 cơ sở nhà đất phải di rời có một số cơ sở diện tích rất lớn nằm ở vị trí đắc địa như nhà máy bia Hà Nội, Habeco, công ty thuốc lá Thăng Long. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, việc di rời các cơ sở nhà đất theo quy hoạch nhằm làm cơ sở để các đơn vị doanh nghiệp có kế hoạch xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất phải di rời theo quy hoạch qua đó góp phần sử dụng đất hiệu quả, đúng mục đích sử dụng, đúng quy hoạch sử dụng đất. Quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tạo nên quỹ đất cho khu vực nội thành xây dựng các công trình công cộng, đảm bảo hạ tầng xã hội, tạo cảnh quan kiến trúc và văn minh đô thị. Theo đó, 9 cơ sở nhà đất phải di rời gồm Công ty in báo nhân dân tại 15 Hàng Tre, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên in báo Hà Nội mới tại 35 nhà chung quận Hoàn Kiếm, nhà máy bia Hà Nội tại 183 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuốc lá Thăng Long tại 235 Nguyễn Trãi, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên in và thương mại thông tấn xã Việt Nam tại 70 trên 342 Khương Đình, quận Thanh Xuân nhà máy xe lửa Gia Lâm tại số 551 Nguyễn Văn Cử, tổng kho xăng dầu Đức Giang tại 26 Đức Giang, quận Long Biên. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà xuất bản nông nghiệp tại 167 trên 6 phố Phương Mai, quận Đồng Đa. Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Tử Liêm. Kế hoạch di rời các cơ sở này trong vòng 5 năm kể từ khi Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt danh mục. Trong đó đối với nhà đất thuộc danh mục phải di rời nêu trên nhưng thuộc đối tượng thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai không thực hiện theo quy định tại nghị định số 167/2017 NĐ-CP. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Tài nguyên Môi trường tiếp tục chủ trì các sở ngành và Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã ra soát danh mục nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đang quản lý sử dụng phải di rời theo quy hoạch để đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xin ý kiến Hội đồng nhân dân thành phố xem xét có ý kiến để bổ sung danh mục bảo đảm tiến độ kế hoạch di rời được thành phố phê duyệt